Ok, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ nói về độ phức tạp của thuật toán Big O. Và tại sao chúng ta phải tối ưu độ phức tạp của thuật toán? Ở đây có rất nhiều các bạn làm web hay làm ứng dụng thì các bạn rất quan tâm đến cái việc mà tối ưu hóa thuật toán, tại vì các bạn sẽ phải phục vụ hàng triệu người dùng. Nên cho dù các bạn có 3 người dùng hay hàng triệu người dùng như ở đây thì các bạn cũng phải làm cho ứng dụng mình chạy nhanh lên và chạy mượt mà. Và đấy là lý do vì sao chúng ta phải tối ưu thuật toán của chúng ta. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái hàm đó mà chúng ta sẽ in ra các phần tử từ 0 đến 100.000, xin lỗi, 1 triệu. Và mình sử dụng một cái thư viện tên là time để có thể là đo được là tổng thời gian cái hàm chạy là mất bao lâu. Thì kết luận là nó mất 6,16 giây để chạy xong cái hàm này. Thì câu hỏi đặt ra là gì? Chúng ta có thực sự cần quan tâm đến cái thời gian chính xác mà chạy một thuật toán hay không? Câu trả lời là có và không. Dĩ nhiên chúng ta cần quan tâm đến thời gian chạy một thuật toán, nhưng chúng ta rất ít khi quan tâm đến thời gian chính xác là bao nhiêu. Vậy thì chúng ta quan tâm đến cái điều gì khi mà chúng ta viết code? Chúng ta quan tâm tới độ phức tạp của một thuật toán. Độ phức tạp nó chính là mối quan hệ giữa thời gian và số lượng input đầu vào. Cái thời gian này nó sẽ thay đổi như thế nào khi mà số lượng input đầu vào tăng lên? Tương tự, cái số lượng mà lưu trữ cần phải sử dụng nó tăng lên khi nào khi mà số lượng input đầu vào tăng lên? Đó là chúng ta những vấn đề mà chúng ta quan tâm. Vậy thì cái độ phức tạp này biểu diễn như thế nào? Với cái hàm này thì chúng ta có thể biểu diễn TN chính là số lượng phép tính toán mà cần thiết để chạy cái hàm này, và 2 cộng 3N nó là biểu thị cho TN, và N này chính là số lượng input đầu vào. Vậy thì độ phức tạp của một thuật toán nó sẽ phụ thuộc vào một cái mối quan hệ giữa số lượng phép tính cần thực hiện và số lượng đầu vào của hàm số. Đó. Nếu chúng ta có N input đầu vào, chúng ta cần 2 cộng 3N phép tính để tính toán để chạy xong cả hàm này. Đó là ý nghĩa của cái công thức này. Và đây mình sẽ biểu diễn quan hệ bằng một cái bảng ở đây. Các bạn có thể thấy khi N bằng 0, rõ ràng là chúng ta sẽ không thể chạy được vòng gặp này, nhưng chúng ta luôn luôn phải chạy hai cái phép gán này. Đấy là lý do vì sao chúng ta có bằng 2. Khi bằng N bằng 1 thì rõ ràng là 1 nhỏ hơn N đây rồi, ta sẽ chạy cái hàm while này một lần. Và trong mỗi một hàm while chúng ta chạy 3 phép tính. Thì đấy là lý do vì sao mà chúng ta có công thức này. Vậy thì mình sẽ chứng minh cho các bạn kỹ hơn về công thức này trong cái slide tiếp theo. Mình có một cái bảng ở đây. Reset. Mình sẽ thêm cái hàm đây. Nhỏ lại. Ok, mình sẽ đặt tên cho hai khu vực, hai cái phép này là khu vực 1 và hàm while này khu vực 2. Ở khu vực 1, cho dù n thay đổi như thế nào chăng nữa, chúng ta sẽ phải thực hiện hai phép tính, chính là hai phép gán y bằng 0 và n bằng một số nào đó. Bằng một số nào đó. Và mỗi một cái phép này thực hiện một phép tính. Một phép tính. Vậy thì khu vực 1 chúng ta luôn luôn cần hai phép tính. Khu vực 2 chúng ta chạy một hàm while. Hàm for. Với n bước và mỗi một bước chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ so sánh y với n, mất một phép tính. Nếu y với n, y nhỏ hơn n, ta sẽ in ra, in y ra, cũng mất một phép tính. Và nếu y nhỏ n, ta cũng sẽ cộng thêm một, mất một phép tính. Vậy ở một bước của vòng lặp này chúng ta sẽ mất 3 phép tính. Và vì vòng lặp có n bước thì độ phức tạp đây sẽ là 3n. Và chúng ta phải kết luận được là cái mối quan hệ giữa input đầu vào và số lượng phép tính chính là một cái hàm là 3n cộng 2. Đây chính là độ phức tạp của thuật toán.
Thì đây cũng sẽ là một hàm tương tự cho một list các phần tử. Đó, lấy độ dài của phần tử của cái list này và lặp qua tất cả phần tử trong list có độ phức tạp là 2 cộng 3n. Và mình sẽ cho các bạn xem là cái độ phức tạp này sẽ trông như nào. Đây chính là một biểu diễn tuyến tính với trục hoành thể hiện cái độ tăng của n và trục tung thể hiện cái độ tăng của số lượng phép tính toán. Và khi cho n tăng lên, đó thì đây là số lượng phép tính toán tăng lên theo n, tăng lên tuyến tính. Tuyến tính. Đúng không ạ? Tiếp đến, nếu bây giờ mình có hai vòng for như này thì chúng ta sẽ xuất hiện tn bằng 4n bình cộng 2n cộng 5. Đó, mình sẽ chứng minh luôn cho các bạn xem. Tạo một grid mới. Đây là for. Mình cũng sẽ chia khu vực. Khu vực này sẽ là khu vực 1. Khu vực này sẽ là khu vực 2, đó là hàm for này. Khu vực này sẽ là khu vực 3 là hàm for này. Đó. Ở khu vực 1 chúng ta sẽ thực hiện 5 phép gán đúng không ạ? Đấy, mỗi phép sẽ là một phép tính. Nên ta sẽ có 5 phép tính toán ở đây. Đó. Ở khu vực 2 sẽ là một vòng lặp có n step. Đó, và mỗi một step một bước chúng ta sẽ làm những cái gì? Chúng ta cũng làm tương tự so sánh y với n mất một phép tính. Nếu y nhỏ n thì cũng tăng y bằng 1 mất một phép tính. Và nếu y nhỏ n thì chạy cả cái vòng lặp số 3 này. Chạy cả vòng lặp số 3 ở đây. Vậy thì bây giờ mình phải đi tìm cái độ phức tạp của cái vòng lặp số 3 này rồi thay ngược lại vòng số 3. Tương tự cũng là một vòng lặp có n bước. Ở mỗi một bước chúng ta sẽ so sánh j với n một phép tính. Chúng ta nếu mà j nhỏ n cũng tăng lên một phép tính. Và thực hiện phép gán z và phép gán t. Mỗi cái phép này cũng là một phép tính. Vậy thì trong một bước của cái vòng lặp số 3 chúng ta sẽ mất 4 phép tính. Và vì vòng lặp số 3 có n bước thì chúng ta sẽ mất 4n phép tính. Thế ngược lại ở đây. Đó. Vì trong một bước của vòng lặp số 2 ta chạy cả vòng lặp số 3 nên chúng ta phải thay như này. Vậy thì một bước của vòng số 2 chúng ta sẽ tốn 4n cộng 2 phép tính toán. Nó và vì vòng 2 có n step thì kết luận là gì? Chúng ta sẽ mất n 4n cộng 2 phép tính toán. Mà cộng ngược lại vào đây thì tn sẽ bằng 4n bình cộng với 2n cộng 5. Đấy chính là cái công thức chúng ta nhìn thấy trong slide. Đúng không ạ? Vậy vì cái mối quan hệ giữa số lượng input đầu vào và số lượng phép tính toán đã trở thành mối quan hệ của phép mũ thì chúng ta có nhìn thấy cái độ phức tạp nó sẽ trông như này. Nó khi n tăng lên thì số lượng phép toán tăng rất cao, rất nhanh, thể hiện cái độ phức tạp cao hơn rất nhiều so với cái mối quan hệ tuyến tính. Các bạn thấy rất nhanh. Tiếp một ví dụ tiếp, chúng ta nhìn thấy cái số lượng phép tính toán sẽ bằng 3 log của 2 của n cộng 2. Làm sao chúng ta chứng minh được cái hàm này? Hàm này chúng ta gán hai biến và một vòng lặp. Mình sẽ chứng minh tiếp cho các bạn xem. Đây. Rõ ràng khu vực 1 này thì tương tự khu vực 1 hai phép, mỗi phép một phép tính toán. Chúng ta sẽ có hai phép tính toán. Khu vực 2. Ở đây ta sẽ đặt là có t bước. Tương tự ở một bước chúng ta sẽ làm gì? Cũng xem y có nhỏ n không, một phép tính toán.
cũng in ra nếu mà y nhỏ hơn n, một phát tính toán. Và tăng y đến 2 lần, một phát tính toán. Vậy thì trong một bước của cái hàm y này sẽ mất 3 phát tính toán. Nhưng câu chuyện đặt ra chúng ta chưa biết được là có bao nhiêu cái bước ở trong cái vòng lặp này. Thì các bạn có thể để ý một chút. Nếu y bằng 1, y bằng 1 nhá, y nhỏ n thì ta sẽ tăng y lên y bằng 2. Đúng không? Bây giờ y bằng 2 rồi, y vẫn tiếp tục nhỏ n bằng 1000. Thì sẽ tăng tiếp y lên bằng 4. Y bằng 4 vẫn nhỏ 1000, tăng y lên bằng 8. Các bạn có thể thấy với vòng y lúc trước chúng ta sẽ tăng là 1 2 3 4. Thì cái số lượng step nó sẽ là n step, n bước. Nhưng ở đây chúng ta tăng theo cấp số nhân 1 2 4 và 8 với t step. Thì các bạn có thể để ý đây chính là hàm số mũ của 2 sẽ chính bằng n. Đó, tăng theo 2 lần, tăng theo 2 lần lên. Đó. Đây là lý do vì sao mà t sẽ bằng, oh xin lỗi, ok xin lỗi các bạn, t sẽ bằng log 2n. Đây khu vực 2. Vậy thì kết luận là chúng ta có log 2n bước, suy ra ở vị trí số 2 này chúng ta phải nhân lên với độ phức tạp của từng bước một, chính là 3 log 2n. Đó. Mà cộng hai cái phần này nhau, đây phần này và phần này, thì độ phức tạp chung sẽ là gì? Tn bằng 3 log 2n cộng với 2. Đó là cách chứng minh. Đó. Thì các bạn phải nhớ là cái sự thay đổi của cái y này rất quan trọng, dẫn đến cái việc mà số lượng step nó sẽ thay đổi, số lượng cái bước sẽ thay đổi, tăng lên hoặc giảm đi. Đó, thì đó là cái cách chứng minh. Nhưng mà câu chuyện thực tế nó sẽ không đơn giản như vậy, đúng không ạ? Cái độ phức tạp của chúng ta thể lên đến N4, N3, N bình, 50N, thậm chí 300 log N, 10.000. Thì người ta mới nghĩ ra một cái khái niệm là Big O. Đó, hay còn là ký hiệu Landau. Ký hiệu này đến từ nhà toán học Landau. Và Big O nó thể hiện tốc độ tăng nhanh của hàm, chính là cái mối quan hệ mình vừa nhắc lúc nãy. Thì nó sẽ đơn giản hóa cái mối quan hệ cho chúng ta. Các bạn thể thấy Tn bằng 2 cộng 3n, Tn bằng On. Đó, Tn bằng 4n bình cộng 2n cộng 5. Bây giờ Tn chỉ còn On bình thôi. Tn bằng 3 log 2n cộng 2, Tn bằng O log 2n. Và Big O nó sẽ tổng quát hóa mối quan hệ thông qua việc loại bỏ những biến số đầu vào quanh hàm nhỏ nó và giữ lại những biến số quanh hàm lớn, lên số lượng phép tính toán khi số lượng đầu vào tiến tới vô cùng. Ở trường hợp này, những biến số ảnh hưởng nhỏ chính là 2, 3, ảnh hưởng lớn là n, giữ lại, còn O n. Những số ảnh hưởng nhỏ là 4, 2, kể cả n, 5, mà giữ lại chỉ n bình phương thôi, còn tn bằng O n bình phương. Ở đây 3 log 2n cộng 2, thì ta sẽ loại bỏ đi 3, 2. Và chúng ta chỉ còn O log 2n thôi. Và các bạn chú ý một điều này, cái phép tổng quát này nó chỉ có ý nghĩa khi mà số lượng đầu vào tiến tới vô cùng mà thôi. Thì các bạn phải chú ý tại đây này. Khi n bình cộng 1000, n cộng 6000, thì cái n bình này nó còn được tổng quát tốt cho cái mối quan hệ này hay không? Đó. Nếu n nhỏ thì câu trả lời là không. Tại sao như vậy, các bạn có thể xem ở đây. Đây các bạn có thể thấy cái đường màu xanh này thể giá trị y bằng n bình, cái đường màu đỏ thể giá trị 1000 n cộng 6000. Khi n nhỏ thì sao? Các bạn có thể thấy khi n nhỏ thì rõ ràng là y bằng n bình này sẽ nhỏ hơn so với 1000 n cộng 6000, nên n bình này không có khả năng thể hiện mối quan hệ. Nhưng khi n tiến đến vô cùng thì rõ ràng y n bình đã thể hiện sự vượt trội của mình so với 1000 n cộng 6000. Đấy là lý do vì sao cái phép tính Big O, cái phép tính tổng quát đó luôn luôn có ý nghĩa khi mà n tiến tới gần vô cùng, còn nếu không nó không có ý nghĩa tổng quát.
Nên các bạn chú ý, nên việc đo lường chỉ thể hiện đầy đủ ý nghĩa khi đầu vào rất lớn. Đó. Và đây là một cái bài phân tích mà các bạn có thể làm thêm, tự làm thêm ở nhà, và mình sẽ chứng minh vào buổi học hôm sau. Và buổi hôm sau chúng ta sẽ nói tiếp ý nghĩa của Big O và chứng minh công thức O bằng các luận điểm toán học. Và hy vọng cái video này có ích với các bạn. Cảm ơn. You know I came in and flossin', I'm actually awesome. I can't let them get in my way. This grand is old like the Opry, admire the sauces. I need to go get them a break. You know I'm straight out the tin, spinning like rims. Baby, don't get in my face. I don't like playing pretend. I like making money, and I'm making amends. Okay, I'm trying to get me a show fence, sitting in the valley, we segregated with designer on bed till they devastated. Got no time to relax if you hesitate. Heaven knows I read the neon letters on the globe and believe it. I'm feeling conceited. Fill up the tank, drop me a check, filling the blank. Winning like kids, they think I'm lucky. We ain't no kind of kin, but that's my cousin. 10-piece spice in my wings, that's bustin'. 10 toes down on the floor, can't tell me nothing.